Chào mừng các bạn đã đến với kênh AGVC Media. Vừa qua thì các bạn sinh viên trường Cao đẳng nghề An Giang đã sôi nổi hưởng ứng cuộc thi thiết kế máy rửa tay tự động phòng chống dịch Covid-21 do nhà trường phối hợp với tổ chức hợp tác Đức Gậy Xếp phát động. Với những kiến thức, những thiết bị đã cung cấp và cũng như được các bạn đã chia nhóm với nhau và sáng tạo ra được 20 mô hình máy rửa tay tự động. Các thiết bị này sau cuộc thi sẽ được trao tặng cho các trường trung học phổ thông và cũng như các đơn vị phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Đến với chương trình hôm nay của chúng tôi mời đến trường quay các bạn đã đạt giải trong cuộc thi nhiều ý nghĩa này. Đầu tiên thì tôi xin phép được giới thiệu bạn Hà Hoàng Nhân, học sinh lớp trung cấp cơ nữ K4 đã đạt giải nhất cuộc thi. Xin kính chào bạn ạ. Thì được biết vừa qua thì bạn đã được giải nhất cuộc thi, thì bạn có thể chia sẻ cảm nghĩ thế nào khi mà mình đã đạt được giải cao trong cuộc thi không ạ? Chào các bạn, mình tên là Hoàng Nhân. Mình rất vui khi được gặp các bạn trong chương trình này. Thì những hoạt động này giúp cho mình yêu thích nghề cơ điện tử hơn vì những ứng dụng thực tiễn của nghề. Cảm ơn nhà trường đã luôn tạo cho mình những sân chơi bổ ích để phát huy tư tưởng sáng tạo và có thêm nhiều kiến thức khoa học bổ ích để làm việc tại nơi mình sống. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều ạ. Như đã được biết thì sau khi học lớp 9 thì bạn đã không tiếp tục theo con đường học phổ thông mà bạn đi làm một thời gian ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau đó bạn mới quay lại lựa chọn tiếp tục con đường học nghề. Bạn có thể chia sẻ tại sao mà bạn đã quay lại lựa chọn con đường học nghề không ạ? Thì sau khi tốt nghiệp lớp 9 xong thì mình có đi làm sao một thời gian. Thì mình thấy công việc thì không ổn định, với lại môi trường làm việc không thích hợp với mình. Cho nên mình đã lựa chọn về quê để học. Và mình cũng có nghe nói trường Cao đẳng nghề An Giang rất là uy tín ở địa phương. Mình cũng có tìm hiểu và đã lựa chọn đến trường Cao đẳng nghề An Giang để học. Và mình đã chọn nghề cơ điện tử. Mình thấy ngành cơ điện tử thì rất là thích hợp với mình. Cho nên mình đã lựa chọn đăng ký để học. Cảm ơn bạn Nhân rất là nhiều với những chia sẻ mà đã góp phần giúp cho các bạn có những cái lựa chọn đúng đắn trong quá trình mà chúng ta học. Chúng ta cũng như chúng ta thấy rằng là đại học là một cái thức và chúng ta có thể có rất là nhiều cái con đường khác nhau lựa chọn. Xin cảm ơn bạn ạ. Thì đến với chương trình hôm nay thì mình cũng mời đến một cái bạn, đó là bạn Phan Lê Nhật Quang, lớp kế toán doanh nghiệp K4. Bạn đã được đạt được cái số lượng mình chọn cao nhất trong cuộc thi ạ. Xin kính chào bạn Quang ạ. Vui bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Thì vừa qua thì mình biết rằng là bạn đã, mặc dù là bạn là học kế toán thì không phải là một cái lĩnh vực kỹ thuật. Có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng lý do tại sao bạn tham gia cuộc thi và cảm giác bạn đã như thế nào khi đã được đạt giải cho cuộc thi mà. Trước tiên mình xin chào các bạn ở kênh IDGC. Bây giờ mình là Nhật Quang. Thì vì sao mình tham gia cuộc thi này là cũng như bao thanh niên khác, thì hiện tại cuộc chiến phòng chống dịch Covid của Việt Nam là rất căng thẳng. Mình không có các chuyên ngành như y tế hay an ninh để mình tham gia các tuyến đầu chống dịch. Vì vậy mình đã chọn tham gia cuộc thi này để mong mình có thể đóng góp một cái phần sức của mình vào cái cuộc chiến để bảo vệ cho mọi người. Vì cảm nghĩ của mình thì mình cũng rất là vui khi mà mình đạt giải ba, cũng là một giải khá là cao. Vì vậy mình cũng sẽ cố gắng và muốn phát huy hơn nữa. Xin cảm ơn bạn Quang rất là nhiều về những chia sẻ khi bạn đã tham gia cuộc thi và cũng như các đóng góp của bạn trong cuộc thi. Mình cũng đã biết rằng là bạn Quang cũng đã từng đi học một cái nghề khác và sau đó lại bạn lại quyết định là khởi nghiệp và bạn lại quay lại học ngành kế toán của trường Cao đẳng nghề An Giang. Thì bạn có thể chia sẻ cho các bạn biết là lý do tại sao mà bạn lại chọn ngành kế toán này Cao đẳng nghề An Giang để chuẩn bị cho công tác khởi nghiệp của mình không ạ? Thì trước kia mình cũng có học một cái ngành nghề khác, và sau khi mình đi làm một thời gian khá là dài và ở một nơi khá là xa, mình đã quyết định về quê của mình để lập nghiệp, để gần gũi với gia đình của mình. Và trước khi mình lập nghiệp á, mình muốn chuẩn bị cho mình một cái hành trang thật là chắc chắn để mình khởi nghiệp, để được phát triển một tí. Và sau đó mình đã đầu nghĩ đến vấn đề là mình phải đi học thêm. Và khi mình nghĩ đến vấn đề đó,
quyết định học ngành kế toán. Sau một thời gian mình tìm hiểu, mình phát hiện là trường cao đẳng nghề An Giang là một trường có uy tín và đội ngũ giáo viên rất là chuyên nghiệp. Thì sau đó mình đã quyết định là mình đã nộp đơn vào để mình xin học và tham gia vào cái lớp khóa đào tạo kế toán doanh nghiệp. Xin cảm ơn bạn Quang rất là nhiều về những chia sẻ và cũng như là thông điệp cho các bạn rằng là chúng ta muốn một cái khởi nghiệp thì chúng ta có nên học một những cái kỹ năng phù hợp với lĩnh vực khởi nghiệp đó. Và rõ ràng là với thời gian học là 2 năm đối với hệ trung cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể trang bị các kiến thức và cũng như là rút ngắn thời gian chúng ta tham gia vào đào tạo lại. Cảm ơn bạn Quang rất là nhiều. Tiếp theo chương trình thì mình sẽ xin giới thiệu với một bạn đã đạt được giải nhì trong cuộc thi, đó là bạn Quỳnh Trung Tính đến từ lớp trung cấp cao đẳng nữ K4, và bạn đã được có số điểm cao nhất trong phần thi kỹ thuật. Xin chào bạn. Chào thầy cùng toàn thể các bạn nghe sĩ kênh AGBC Media. Được biết thì hôm mà chấm thi thì bạn Tính đã đạt được số điểm của ban giám khảo là cao nhất. Thì bạn có cảm nghĩ gì khi mà mình đã đạt giải nhì của cuộc thi không ạ? Thì trong quá trình thi thì không biết mình sẽ được giải thưởng như thế này. Mình nghĩ là tổ chức GIZ trường đã phối hợp để cho mình có một sân chơi bổ ích. Tiếp theo nữa là góp được một phần công sức để trong cuộc chiến chống dịch của toàn quốc. Mình không nghĩ là mình được điểm kỹ thuật cao nhất đối với cuộc thi này. Như mình đã biết thì bạn Tính trước đây đã từng đi nghĩa vụ quân sự, và sau khi đã ra quân thì bạn rồi đã tham gia học, quyết định là lựa chọn là ngành cơ điện tử của trường cao đẳng nghề An Giang để theo học. Thì bạn có thể chia sẻ cho mọi người biết rằng lý do tại sao bạn lại lựa chọn ngành nghề như vậy không ạ? Sau khi mình đã học trong trung học cơ sở thì mình đăng ký đi nghĩa vụ quân sự, bởi vì mình muốn quan sát cụ thể hơn về hoạt động của xã hội, về mình nhận thấy được vấn đề hiện tại sau khi mình đi nghĩa vụ, đó là cái vấn đề mà không có thợ tay nghề, nên mình quyết định tìm hiểu và biết được trường cao đẳng nghề An Giang là một trường uy tín của địa phương, đăng ký vào học. Cái ngành mình học rất là may mắn là được tổ chức GIZ tài trợ cho về trang thiết bị kỹ thuật để mình tiếp xúc gần hơn với doanh nghiệp. Sau khi ra trường thì sẽ tay nghề sẽ vững vàng hơn đó. Xin cảm ơn bạn Tính rất là nhiều đã cho có những cái chia sẻ đối với tất cả các bạn, đặc biệt là trong thời điểm này là khi mà các bạn bắt đầu lựa chọn cao, các những quyết định lựa chọn trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn tổ chức hợp tác GIZ Tích đã tài trợ cho chương trình này, và bên cạnh đó cũng cảm ơn tất cả những các bạn sinh viên đã đồng hành với cùng với chương trình. Hy vọng thì thông qua cái những cái đóng góp này của các bạn thì chúng ta sẽ có những thiết bị để có thể hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch hiện nay. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chúc quý vị một cái dồi dào sức khỏe, và cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng qua đại dịch này, và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có thể là khôi phục lại cái sản xuất và cũng như là mọi người có thể là làm việc tốt hơn. Xin cảm ơn và xin chào tất cả.